Bạn mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Nhờ Đe, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Vechel NFT. Tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó gọi nút start ở chat box. Tiếp theo chúng ta nút cho group, các bạn đừng để cho group Telegram và channel nhiệm vụ đầu tiên. Ở đây là round 2 của dự án anh em nhé, nên anh em sẽ thấy nhiều mạng xã hội các bạn đã join rồi, được chưa? Nhưng đây các bạn nhớ đây là round 2 của dự án. Các bạn mở tất cả những kênh mạng xã hội của nó ra đối với các kênh mạng yêu cầu nhé. Stanai và follow video này, join vào kênh channel, ở đây là kênh Adobe Stan này. Follow Twitter Adobe Stan và Reddit lại Twitter Adobe này, ở đây mình đã follow rồi nhé. Ta tìm đến cái dự án mà chúng ta làm, đó là dự án website NFT. Rồi do group, rồi group Twitter, test bang như vậy, ok. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ ở trên đây. Cái này là now retweet, win tweet, thật thép 3 người. Mình sẽ làm close tweet này. Cái này phải test bởi vì là nó sẽ cần dẫn link. Follow cả kênh QBE này. Follow kênh... Chúng ta phải follow cả kênh Medium đây nữa. Không thấy cái nút follow đâu, anh em cố gắng tìm cái nút follow nhé, mình giờ không có thời gian để tìm. Chúng ta sẽ tiến hành follow kênh này nữa này. Upload thì được càng tốt. Nút đăng ký đây. Ở đây nó hỏi là bot chưa, cái hộp mình sẽ chọn hộp này, đến email này. Vấn đề chỉ ví. Ví các bạn dùng ví ETH ở trên chất Wallet hoặc là MetaMask, chúng ta copy vào để chúng ta sẽ quay trở lại page vào. Twitter link. Twitter link chúng ta sẽ ấn vào phần profile, copy phần profile link này. Tweet vào đem đi. Ấn vào phần thời gian bài đăng này. Sao chép phần link để chúng ta lấy cái link chia sẻ. Chọn yes này. Ai vừa join này. Điền profiling của Medium chúng ta ấn vào 3 dấu chấm này. Ấn avatar, ấn vào phần username, copy phần profiling này. Page đây này. Chọn ai vừa join này. Nếu profiling của Reddit chúng ta sẽ ấn vào phần avatar, ấn vào phần profile, copy phần profiling của Reddit nhé. Page đây. Chọn ai vừa join này. Nếu phần profiling của kênh YouTube, cái này thì đơn giản, chúng ta sẽ ấn vào phần avatar, ấn vào kênh của bạn, copy phần profiling. Chuyển đây chúng ta paste đây. Nó hơi nhiều nhiệm vụ một tí nhưng mà các bạn làm quen rồi thì cũng rất là nhanh thôi. Chúng ta sẽ join kênh này lúc 2. Ok. Đã có 1 lại còn có 2 đúng không ạ? Hiện tại thì nó chặn không cho chat. Rồi không sao, chúng ta chọn đôn này. Ok, vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong video chia sẻ về dự án Vestile NFT Round 2 các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.